Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn của mình phá từ lần đầu tiên nha. Demolish Mollusk 3. Let's go. Ok. Đây là một tựa game bể khóa nhưng lại là kèm theo ma, cho nên nhiều lúc rất là kinh dị các bạn nha. Ở đây thì vừa làm một nghi lễ gì đó. Wow. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên này tiếp tục nào. Let's go. Phòng này không có gì, sang phòng tiếp theo. Đây là những bước chân của con quỷ. Oh my god. Wow. Đây có thể là chiếc chìa khóa mà cánh cửa vừa rồi mình chưa mở được. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem có gì bên trong không. Ok. Xem còn gì ở đây nữa không? Khiếp. Ok, đã có chiếc chìa khóa rồi. Và đây có thể là chiếc chìa khóa để mở một cánh cửa nào đó. Có thể là chiếc chìa khóa mở cánh cửa dưới đây. Nếu không phải thì các bạn hãy lên trên và tìm chìa khóa khác. Không phải rồi. Sau đó các bạn sẽ lên trên. Và đi tìm chìa khóa khác. Lên lại căn phòng cũ. Ok. Phòng rất là nguy hiểm luôn. Đó, sau đó các bạn sẽ đi tìm thêm căn phòng nữa và mở ra và tiến tới tiếp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Slenderina The School. Thank you.
tiếp tục. Căn phòng này xong có gì không? Không có gì. Let's go. Món đồ thứ ba, thứ hai. Ok. Oh my god. Nạp thêm tí máu vào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lên tầng 2 tìm tiếp. Ở đây các bạn sẽ phải tìm 8 món đồ này tất cả. Và khi đó thì khi đủ 8 món đồ, các bạn sẽ lắp vào tầng 1 dưới cùng, phòng dưới cùng. Lúc đó thì cánh cửa trên tầng 3 sẽ mở ra và các bạn sẽ lên trên tầng 3. Let's go. Không có gì ở đây. Món đồ thứ 3. Bây giờ thì mình sẽ lên trên đường đi tầng 3 xem có món đồ nào rớt ở đó không. Rồi, không có gì. Ok, xuống tầng 1 nào. Rồi, let's go. Có màn xuất hiện rồi. Wow. Đây là một giáo viên. Oh my god. Một giáo viên ở trong trường này. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Dispatch 2. Social.
cô gái khóc xong rồi. Không biết cô ta đang bị làm sao. Đấy chắc là mạng số mở kép rồi. Ok, let's go. Một quả bóng bay. Humor the winner will come. Quách. Ha ha ha. Oh my god. Phần 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender Villa, Howard Slender Villa. Ok. Đây là một bóng ma trong ngôi nhà. Và trong tựa game này các bạn phải đi truy tìm 8 màu giấy. Khi đủ 8 màu giấy thì các bạn sẽ ấn vào hòm này. Đây là một chiếc hòm mà trong đó có chứa một chiếc chìa khóa. Ok. Và chiếc chìa khóa đó sẽ dẫn đi đâu? Đó chính là dẫn các bạn xuống tầng hầm. Một căn hầm rất là rộng. Và lúc đó các bạn phải tìm cách để trốn thoát khỏi căn hầm đó nữa. Và trong đó thì sẽ xuất hiện ông quỷ. Tức là sẽ xuất hiện cả bà ma và ông quỷ. Cho ok. Cái phòng này không có gì. Ở đây rồi. Mảnh giấy đầu tiên. Let's go. Ở đây có một chiếc chìa khóa. Mình sẽ nhặt chiếc chìa khóa này lên. Khi tìm hết ở tầng 1, các bạn sẽ phải lên tầng 2 tìm tiếp. Và trong này thì có một căn phòng này nhưng mình chưa mở được. Bắt buộc phải có chiếc chìa khóa mới mở được. Đó là một căn phòng vừa bếp vừa phòng ăn. Đó, và mình đang ở trên tầng 2 đây. Và các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo.
Let's go. Mà nó đang trên tầng hầm, vậy thì mình sẽ lên trên tầng 2 trước. Rằng nó lại chặn đường mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sẽ lên The Rising 2. Let's go. Và từ cái này các bạn sẽ phải đi truy tìm 7 con ma tất cả. Trong này không có gì. Chưa thấy một con ma nào, không biết nó đi lẩn vẩn bên nào. Hiện tại thì mình vẫn chưa nhìn thấy một con nào cả. Và mình sẽ đi chỗ đường rộng để xem như thế nào. Chỗ vẩn để gặp ngay Slenderman. Lại chuồn đi đâu rồi? Oh my god. Con ma này rất là độc, không hiểu sao nó chuyên trốn thoát được khỏi mình, nó lại ở đường bên này nữa. Wow, let's go. Oh my god. Đây rồi, chạy đi đâu? Ok, con đầu tiên. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm kiếm tất cả là 7 con là các bạn sẽ hoàn thành được game. Và từ game này thì khi các bạn càng tìm kiếm càng nhiều ma thì ông ta sẽ đi càng nhanh và ông ta sẽ xuất hiện càng nhiều. Và khi ông ta xuất hiện các bạn phải quay được càng nhanh. Và
Và các bạn nên nhớ là tránh những đường nào cụt, tránh đi vào đường gồ cụt. Nếu không ông ta xuất hiện sau lưng thì các bạn sẽ không thể nào chạy được. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Frog. Ok, được 10.000 rồi. Oh my gosh. Wow. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái guitar. Respect. Tấm gỗ ở đây, lấy tấm gỗ này. Ok, tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Mình sẽ để ý xem ông ta nằm ở đâu. Ông ta phải đang đến gần đây.
Khi chúng ta đến gần thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh. Chúng ta lại đi rồi. Jason. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.